Nếu bạn chỉ có còn có một cái vòi thôi, nhỡ đâu cái vòi đấy nó bị cắt thì sao? Thế nên bạn cần phải xác định làm sao là phải biết là sai khiến đồng tiền để nó lao động và nó phải đẻ ra tiền. Bạch tuộc là một cái loài mà mỗi một cái vòi này nó đều mang thức ăn về để nuôi cho mình. Mỗi một cái vòi đều có năng lực để mang thức ăn về để nuôi con vật. Thế thì như vậy là bạn có thể thấy rằng là gì? Là nếu như trong trường hợp mà chúng ta chỉ có duy nhất một cái vòi như thế này, đó, một duy nhất một cái vòi như thế này, thì nó sẽ rất mong manh. Một doanh nghiệp mà chỉ lệ thuộc vào một cái vòi duy nhất cực kỳ mong manh. Vừa rồi trong cái thời kỳ đại dịch Covid xảy ra, các bạn biết là có nhiều doanh nghiệp là ở cái mảng dịch vụ du lịch, dịch vụ hàng không, rồi dịch vụ ăn uống, rồi dịch vụ rất là nhiều các cái mà nó liên quan tới Covid đã bị là giải tán, bởi vì là không có điều kiện để sống. Mà một cái anh học trò này có nói là: thầy ạ, em thực sự em nuốt nước mắt vào trong, nhiều người đi cùng với em 12 năm, 15 năm, đó. Nhưng bây giờ em không thể nào mà giữ được họ nữa, bởi vì họ là gì, họ không có việc làm mà em cũng không thể trả mãi được. Đó, em chỉ trả được một vài tháng sau cũng cạn. Thì bây giờ phải để cho anh em là gì ra đi. Em phải chờ đến khi dịch phục hồi. Thì lúc đó hết dịch rồi phục hồi em mới bắt đầu là tái được. Thì đây chính là cái vấn đề của một số các doanh nghiệp, là họ chỉ có đơn, gọi là đơn đơn ngành, đơn vòi, và khi mà một cái cơn bão có thể nó bị đi qua, nó cắt một cái, thế là cuối cùng là chết đó. Thế còn đối với lại bên chỗ phía chúng tôi thì ngay từ cái thời kỳ lúc mà doanh nghiệp còn nhỏ, thì bên chỗ chủ tịch của Amacao chính là anh trai ruột tôi ấy, thì ngay từ lúc mà ông mới còn là doanh nghiệp nhỏ, ông ấy đã bắt đầu là ông ấy có những cái khoản tích trữ đó, và ông ấy bỏ riêng ra để ông ấy mua những cái đất ở ven đường quốc lộ số 3. Sau đó ông xây dựng cái xưởng lên, ông xây dựng cái tòa nhà lên và ông ấy cho thuê. Bây giờ vẫn còn một cái ở Lộc Hà, một cái ở Lộc Hà đang cho thuê đó, rồi một cái ở dưới Vĩnh Lộc vẫn đang cho thuê, rồi một cái là ở chỗ ngay cái đường tàu ngang qua cái đường quốc lộ số 3 đấy, mà bây giờ đang cho Ecomart, đang cho cái siêu thị Ecomart hơn 2.000 m² đấy, vẫn đang cho thuê suốt từ những ngày đấy đến bây giờ. Như vậy là bình thường, nếu giả sử chỉ có mỗi xây lắp, nếu chỉ có mỗi xây lắp thì chúng tôi là nhỡ đâu xây lắp có vấn đề gì thì sao? Cho nên lúc đấy đã nghĩ đến cái việc là xây dựng một số những các cái xưởng, hay một số các cái nhà, một số những cái shop house là cho thuê rồi. Thế mà về sau này thưa các bạn, là chúng tôi là luôn luôn là để lại những các cái khoản lợi nhuận để tái đầu tư, và chúng tôi mở rộng sang sản xuất. Chúng tôi mở rộng sang sản xuất cống bê tông cách đây 16 năm, 16 năm về trước, 17 năm về trước. Và sau đó thôi chúng tôi lại mở rộng sang là các cái sản xuất khác. Và đến bây giờ chúng tôi có 16 nhà máy khác nhau. Thế và chúng tôi lại cũng là mở rộng ra các cái mảng gọi là đầu tư các cụm công nghiệp xong rồi cho thuê, và bây giờ là chúng tôi có rất nhiều những các cái xưởng cho thuê, và chỉ riêng tiền cho thuê của chúng tôi cũng lên đến gần 100 tỷ. Thế thì bây giờ nếu như trong trường mà bạn có thể thấy được rằng là nếu bạn chỉ có còn có một cái vòi thôi, nhỡ đâu cái vòi nó bị cắt thì sao? Thế nên bạn cần phải xác định làm sao là phải biết là sai khiến đồng tiền để nó lao động và nó phải đẻ ra tiền, nó phải biết nhân tiền. Và đây chính là cái cách mà người Do Thái luôn luôn dạy con. Thế mà nếu như trong trường mà bạn muốn để làm được điều đó thì bạn cần phải biết làm sao biết nhân tiền.